Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn và xin chúc cho mọi người một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình. Nếu thấy thông tin này hữu ích cho mình một cái like và nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn. Thành thật cảm ơn quý vị. Còn quý vị ở bên Việt Nam thì chúc cho quý vị bình bình an an, chung tay với nhau mình ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, vì hiện tại ở Việt Nam bây giờ dịch bệnh nó bùng phát quá các bạn ơi. Thấy kinh hoàng luôn á. Tại vì mình thì cũng còn thân nhân ở bên Việt Nam cho nên cứ theo dõi hoài. Nhiều nơi bị phong tỏa, nhất là bên quận 7 ha. Các bạn đi đâu cũng phải cẩn thận nha, đeo khẩu trang, hai cái cũng tốt nữa. Rồi đem theo cái chai thuốc dịch giết vi khuẩn á, bỏ trong người. Đi tới đâu rồi gia chạm tới gì thì mình chùi tay, chùi đồ kia nọ, cho tốt. Nhất là những người lớn tuổi á các bạn. Trong cái mùa Covid này mà bị họ bị dương tính cái là họ chịu không nổi. Gần đây thì mình biết được một thông tin là mẹ của một ca sĩ cũng nổi tiếng lắm, rất nổi tiếng, đã cũng mới vừa ra đi. Đó là mẹ của ca sĩ Ngọc Sơn. Cách đây không lâu, mình nhớ gần một năm hả, mình có thấy hơn một năm mình có thấy Ngọc Lan và Quốc Thuận có tới nhà Ngọc Sơn gõ cửa, có mẹ Ngọc Sơn ra tiếp, rồi nói chuyện với nhau, họ nấu nướng ăn uống, rồi vui mừng kể những cái chuyện mà đời tư, rồi cũng những giọt nước mắt lăn dài về khi Ngọc Sơn nói tới tình cảm của mẹ con. Mình nói Ngọc Sơn thì Ngọc Sơn nhỏ mình 2-3 tuổi. Mặc dầu không quen biết gì với lại ca sĩ Ngọc Sơn nhưng cũng là một fan, cũng từng rất là ngưỡng mộ và tiếng hát của Ngọc Sơn. Mà chúng ta được đã vinh danh cho Ngọc Sơn là ông hoàng nhạc Sơn. Tiếng hát của Ngọc Sơn thời kỳ đó là đi vào lòng người, mà biết bao nhiêu hàng triệu triệu trái tim rung động mỗi lần mà khi nghe Ngọc Sơn hát những ca khúc như là Lòng Mẹ và Tình Cha. Vâng, hôm nay Cali Sài Gòn xin được chia sẻ đến các bạn qua một tờ báo Việt Nam Express ở Việt Nam. Ngọc Sơn chịu tang mẹ trong khu cách ly Bà Rịa Vũng Tàu. Ca sĩ Ngọc Sơn chịu tang mẹ trong khu cách ly khi bà đột ngột qua đời ở tuổi 77 chiều ngày 11 tháng 7. Do gia đình Ngọc Sơn liên quan ca dương tính với Covid, anh và mẹ là F1 đi cách ly tập trung tại huyện Long Điền từ hôm 8 tháng 7. Gia đình cho biết bà mất ở cơ sở y tế nơi đang cách ly. Vì tuổi cao, bệnh nền sau khi qua các lần xét nghiệm âm tính với Covid, vì dịch tại Vũng Tàu diễn biến phức tạp, tang lễ được tổ chức đơn giản, thi hài bà được hỏa táng, tro cốt gửi về cho gia đình. Đây là hình ảnh thấy thương quá các bạn ha. Nam ca sĩ Ngọc Sơn bên giường bệnh chăm sóc cho mẹ. Ngọc Sơn túc trực ở bệnh viện chăm sóc mẹ khi bà về nước trị bệnh từ tháng 6 năm 2020. Đại diện truyền thông ca sĩ cho biết Ngọc Sơn chịu tang mẹ trong khu cách ly, tâm trạng rối bời. Bệnh tình của mẹ Ngọc Sơn trở nặng đầu năm 2020, lúc đó bà qua Mỹ ở nhà người con gái là chị Thu Hiền tại California để trị bệnh, nhưng khối u cổ khiến sức khỏe bà suy giảm. Khi bác sĩ tiêm thuốc đặc trị, bà bị phản ứng do thuốc không hợp thể trạng, sức khỏe suy kiệt vì không ăn uống được. Tháng 6 năm 2020, Ngọc Sơn đón mẹ về nước để tiện chăm sóc. Anh túc trực bên giường bệnh để chăm sóc, hàn huyên, giúp mẹ lên tinh thần. Dù bà tập đi vì ngồi xe lăn lâu ngày, sau một thời gian, sức khỏe bà tiến triển khả quan hơn. Ngọc Sơn và mẹ sống tại căn biệt thự ở quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Gần đây gia đình đón bà về Vũng Tàu tịnh dưỡng vì bà thích không khí trong lành nơi đây. Ngọc Sơn cũng đi theo mẹ.
Ngọc Sơn nổi tiếng là ca sĩ hiếu thảo cuối thập niên 1980. Một lần đi diễn, nhớ nhà anh sáng tác ca khúc Lòng Mẹ. Nhờ bài hát, tên tuổi anh dần phổ biến với khán giả sau khi cha qua đời năm 2015. Ngọc Sơn nghỉ hát một thời gian để chăm sóc mẹ. Dù cao tuổi, bà theo sát anh trong các show. Bà thường nói trong các con bà, Ngọc Sơn là người nặng gánh kinh tế nhất vì phải lo cho cả nhà. Ca sĩ hỗ trợ anh chị họ hàng nội ngoại từ việc đi học đến gây dựng sự nghiệp, mua nhà. Nhiều hôm bà thấy anh quay chương trình đến rạng sáng mới về. Ca sĩ giao toàn bộ thu nhập cho mẹ quản lý. Niềm vui của bà là thỉnh thoảng cùng con trai đi làm thiện nguyện. Năm 2018, dịp sinh nhật 50 tuổi của Ngọc Sơn, bà lấy tiền anh biếu bấy lâu dành dụm mua xe hơi 3 tỷ đồng tặng con. Ca sĩ từng nói, tôi đến nay chưa lấy vợ, ngoài chuyện duyên số, cũng vì muốn toàn tâm phụng dưỡng mẹ. Ngọc Sơn sinh ngày 26 tháng 11 năm 1968 tại Hải Phòng. Năm 1987, anh cùng gia đình vào thành phố Hồ Chí Minh định cư và học trường nghệ thuật sân khấu. 2 năm sau, anh chuyển sang học thanh nhạc dân tộc và bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Anh nhanh chóng thu hút khán giả qua những sáng tác Lòng Mẹ, Giận Hờn, Nhớ Về Em, Tình Cha và Vầng Trăng Cô Đơn. Mặc dầu không quen biết gì đến ca sĩ Ngọc Sơn, nhưng nơi đây, Cali Sài Gòn cũng xin được phép chia buồn cùng ca sĩ vì sự ra đi và sự mất mát trong một cuộc đời của anh. Kính thưa quý vị, Ngọc Sơn dựng sân khấu tặng mẹ tại nhà. Ngọc Sơn cải tạo tầng hầm trong biệt thự 400 tỷ đồng của anh ở thành phố Hồ Chí Minh thành sân khấu mini tặng cho mẹ. Tối ngày 9 tháng 10, anh mời nhiều đồng nghiệp như nghệ sĩ Quang Linh, Linh Tâm, Quách Tuấn Du, Hoàng Châu dự buổi ra mắt sân khấu tại nhà riêng đường Sư Nguyệt Ánh, quận Nhất. Khán phòng có không gian nhỏ, chủ yếu làm nơi biểu diễn, giao lưu văn nghệ cho gia đình bạn bè, hướng theo phong cách acoustic. Nhiều đồng nghiệp tặng anh dàn thiết bị âm thanh, ánh sáng và các loại dụng cụ nghệ thuật khác, các loại đàn, rèm sân khấu. Mẹ anh phục hồi sau đợt chữa khối u cổ hồi tháng 6. Tại sự kiện, bà Kim Loan khóc, nói trong các con của bà, Ngọc Sơn là người nặng gánh kinh tế nhất vì phải lo cho cả nhà. Anh hỗ trợ người thân, họ hàng nội ngoại, từ việc đi học đến gây dựng sự nghiệp, mua nhà. Nhiều hôm bà thấy anh quay chương trình đến rạng sáng mới về, anh giao toàn bộ thu nhập cho mẹ quản lý. Niềm vui của bà là thỉnh thoảng cùng với đứa con trai của mình đi làm việc thiện nguyện. Hiện Ngọc Sơn cùng mẹ sống tại căn biệt thự. Ở tuổi 52, anh muốn dành trọn thời gian cho mẹ sau khi cha qua đời. Anh từng sáng tác ca khúc Lòng Mẹ cuối thập niên 1980. Một lần đi lưu diễn, nhờ bài hát, tên tuổi anh dần phổ biến với khán giả. Dù cao tuổi, bà theo sát anh trong các show. Năm 2018, dịp sinh nhật 50 tuổi của Ngọc Sơn, được mẹ tặng cho chiếc xe hơi 3 tỷ đồng. Số tiền từ thù lao đi hát, anh biếu bà nhiều năm qua. Anh nói, tôi đến nay chưa lấy vợ, ngoài duyên số, cũng vì phụng dưỡng mẹ già. Vâng, thưa quý vị, cái lần mà mình xem Gõ Cửa Nhà nổi tiếng gì đó của Ngọc Lan với lại Quốc Thuận ha, mình thấy tình cảm hai mẹ con rất là sâu sắc. Khi mà Ngọc Sơn lúc nào nói về mẹ với tất cả trái tim và thấy thương nhất là khi mà anh quỳ xuống bên người mẹ, ôm mẹ vào lòng và khóc như là một đứa trẻ khi mà nói hết cái những gì mà suy nghĩ ở trong lòng. Và mẹ của Ngọc Sơn cũng vậy, với đôi dòng lệ chảy
thương cho đứa con đến giờ vẫn còn độc thân, chưa lập gia đình. Cái mùa Covid này đó các bạn, năm ngoái cũng có nhiều nghệ sĩ lão thành ra đi các bạn, như là nghệ sĩ hải ngoại anh người Lai Da Màu ở Quốc Anh. Anh có tiếng hát thật khỏe và nhiều mến, với lại tính cách hiền hậu, dễ mến lắm, ai cũng thương tiếc. Rồi nữ ca sĩ Lệ Thu cũng ra đi vào cái mùa Covid này nữa. Cho nên chúng ta đừng có chủ quan cái vấn đề Covid này các bạn. Đi tới đâu, đi chợ thì đều ra ngoài đường khi nào cần thiết thôi. Và cái hồi đó mình đã theo kinh nghiệm của Cali Sài Gòn á, mỗi lần mua đồ đi siêu thị mua thực phẩm về đó, ra chợ mua về thì để ở ngoài trong nhà xe, rồi lấy thuốc sát trùng rồi rửa tay, rồi rửa hết mất tất cả mấy cái bao bọc đó luôn, rồi để một thời gian cái mình đem vô mình rửa về ngâm nước muối rửa. Cái mình không biết nó, tại vì người này nói như thế này, người kia nói như thế kia, nhưng mà mình cảm thấy làm như vậy rồi rửa bằng nước muối này nó cũng an toàn, thì mình làm cho mình an tâm vậy thôi. Chủ yếu nhất là các bạn không nên tập trung đông người. Suốt một mùa Covid như vậy là anh em bạn bè cô bác gì là không có bao giờ ai tới nhà ai cho nghe. Có mấy đứa em mà đã tới nhà mình cũng kêu để đồ đằng trước, rồi một chút xíu mình ra lấy, nó gọi điện thoại vô cho mình biết là nó có đem cái gì tới vậy đó, rồi họ mình mới ra lấy, chứ không có mở cửa cho vô nhà gì hết. Và trong cái mùa này nhất là không được bắt tay nè, không được đụng chạm với nhau nhiều, nhất là từ bạn bè thân mến này kia nọ, cũng tránh tiếp xúc như là đụng chạm tay rồi khoác vai này kia nọ. Mình hãy giảm bớt tối thiểu về vấn đề đó các bạn ha, để giữ gìn sức khỏe chung với nhau. Và nhớ đi đâu cũng nên mang khẩu trang, mang rồi xong xuôi rồi cái bừa về tới nhà thì lột giục bỏ liền các bạn, đừng có đem vô nhà. Cảm ơn các bạn cùng với Cali Sài Gòn chia sẻ một ít xíu thông tin về sự ra đi mất mát của mẹ Ngọc Sơn. Vâng, xin chúc cho tất cả mọi người được bình bình an an, và xin chào, hẹn gặp lại.